Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn Bài tập hàng ngày Toán 1 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Video hôm nay thầy trò mình sẽ đến với bài 38 ôn tập tiết 1. Một lớn phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số 8 viết là, đây chính là số 8, đáp án B em ạ. Nhưng mà đáp án A là số 7 này, đáp án C là số 9, đáp án D là số 10 nhé. Tiếp theo thầy trò chúng ta đến với câu số 2, điền số tích hợp này. Chúng ta cùng quan sát xem là đĩa này thì có bao nhiêu quả nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 quả đúng không? Mình chọn đáp án B. Câu số 3, điền số tích hợp này, mình cùng quan sát nhé. 9 này, 8 này, 7 này, 6 này, rồi đến mấy? 5, 4. Chúng ta đang thấy là đếm lùi, đếm từ lớn đến bé đúng không? 9, 8, 7, 6, 5. Đây là số 5. Chúng ta chọn đáp án D. Tiếp theo là câu số 4. Trong các số dưới đây, số lớn nhất là số mấy nhỉ? Các em còn nhớ cách làm không? Bây giờ thì thầy sẽ viết các số từ 0 cho đến 10 luôn. 0 này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Số lớn nhất đúng không? Bây giờ chúng ta thấy rằng là từ 0 đến 10 là các số được viết tăng dần đúng không? Bây giờ chúng ta thấy có số 3 này, rồi quanh số 3 có số 6 này, có số 7 này, có số 8. Ta thấy rằng số 8 đang là lớn nhất đây, các em hiểu chưa? Như vậy ta chọn đáp án là B. Tiếp theo thầy trò chúng ta cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1 là nối. Chúng mình sẽ nối cho thầy là số quả trên đĩa ứng với cách đọc số nhé. 1, 2, 3 có 3 quả, chúng ta nối với lại 3 này. Đó là cách đọc số, xong chưa? Tương tự nào, 1, 2, 3, 4, 5, chúng ta nối với 5 nhé. Đó, cách đọc số 5. Tiếp tục nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chúng ta nối với lại cách đọc số 10, đúng không? 10. Tiếp tục nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chúng ta nối với lại 7 nhé, cách đọc số 7. Tiếp tục, 1, 2, 3, 4, ta nối với lại 4 nhé, cách đọc số 4. Vậy mình đã xong bài 1 rồi. Tiếp theo là bài 2, để bài yêu cầu thầy trò mình tính nhẩm. Chúng ta cùng thực hiện bài 2 với thầy nào. 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 1 bằng 4, 4 cộng 3 bằng 7, 5 cộng 4 bằng 9, 9 trừ 3 bằng 6, 6 trừ 1 bằng 5, 10 trừ 6 bằng 4, 8 trừ 4 bằng 4. Như vậy mình đã xong bài số 2 rồi. Tiếp theo là thầy trò mình sẽ cùng chuyển sang bài 3. Bài 3 là điền dấu lớn hơn, dấu bé hơn hoặc là dấu bằng này. Thì bây giờ phép tính ở bên trái là 5 trừ 1 chúng ta phải thực hiện đã nào. 5 trừ 1 thì bằng 4, 4 với 4 thì bằng nhau, ta điền dấu bằng nhá. Tiếp tục nào, 1 cộng 7 bằng 8, chúng mình thấy 8 bé hơn 9, vậy ta sẽ điền dấu bé hơn. Dấu bé hơn, các em nhớ nhá, đầu nhọn sẽ quay về phía bên trái. Tiếp tục nào, 10 trừ 3 bằng 7, ta thấy rằng là 6 bé hơn 7, ta điền dấu bé hơn. Tiếp tục, 7 cộng 2 bằng 9, ta thấy là 10 lớn hơn 9, như vậy ta điền dấu lớn hơn. Dấu lớn hơn thì đầu nhọn quay về phía bên phải nhá. Tiếp theo chúng ta cùng với thầy chuyển sang bài 4. Cho các số 8, 7, 10, 2. Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Lớn nhất sẽ là số 10 này. Tiếp theo sẽ là số 8. Rồi đến số 7 và bé nhất sẽ là số 2 ở trong các số này. Số lớn nhất đó chính là số 10. Số nhỏ nhất chính là số 2. Các số vừa lớn hơn 6 vừa nhỏ hơn 10 đó chính là số 7 và số 8. Đúng không? Đây chính là số 8, số 7 đấy. Số 8 này, số 7. Rồi xong. Tiếp theo là bài 5. Điền số thích hợp. Đầu tiên là chúng ta sẽ thực hành đếm nha, quan sát bức tranh này. Đếm xem có bao nhiêu bông hoa màu tím nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta viết số 6 vào đây. Tiếp tục bao nhiêu bông hoa màu đỏ nào. 1, 2, 3, 4. Ta viết số 4 vào đây. Có bao nhiêu con ốc sên nhỉ. 1, 2. Ta viết số 2. Có bao nhiêu con ong nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta điểm số 6. Bao nhiêu bông hoa màu vàng ở đây. Ta đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bông hoa màu vàng. Bao nhiêu bông hoa màu trắng nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bông hoa màu trắng. Rồi. Tiếp theo này. Điền dấu tích vào ô trống dưới cây hoa nhiều nhất là cây hoa màu vàng. Đúng không các em? Đây rồi. Các em thân mến, vậy là vừa rồi thầy trò mình đã làm xong các bài tập có trong tiết 1 của bài tập hàng ngày 38 rồi. Thầy chúc các em học tốt nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.